Âm thanh Tuấn Phương xin kính chào mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ có một số chép bán cho mấy anh em nè. Trước tiên em lại đến cặp chép 40 hàng 7 nè. Ha. Cụ tên là audio nè mấy anh em ha. Có tem có máy dập nè. Có cả trên tay tầng này ha. Nè. Đây nè. Một cặp còn giống nhau chân nè. Ha. Audio nè, tên là nè, có tem có máy dập từ đen thui nè, kêu hồng hồng nè mấy anh em nha. Đó. Chép này thì zin hết, tại mình không có tháo ra nhiều quá ha. Mà chép bãi hàng bãi, cái này hàng bãi mấy anh em ha. Thì mấy cái này thì em mình bao zin ha. Cái này thì mình bán cho mấy anh em là 1.300.000 ha. Chép 450 hàng bãi nè, mình anh em nhìn tem nè, nhìn đế xi nè ha, là biết bãi mấy anh em ha. Keo màu hồng nè, từ nè ha, nhìn là biết chép bãi. 450 mấy anh em, từ lớn luôn, từ nó khoảng 120 mấy anh em đó. Tới đây mình có một cặp BNS nè, BMS mấy anh em à, BMS của Đức nè mấy anh em nha. 4538 8 ôm gạch mini nè. Ha, chép của Đức. Thì mấy anh em nào biết chơi chép thì BMS này là nổi tiếng rồi. Kêu dữ lắm mấy anh em. Nó bay lớn nữa chứ cái chép bự này kêu hôm qua nổi á, tiếng nó kêu dữ dằn lắm. Thường thường cái chép BMS này là nó gắp trong cái lo ôm 40 mấy anh em ha. Mấy anh em mình có mấy cái lo ôm mạng LX năm là chạy cái chép này nè mấy anh em. BMS này nè. Ha. Kêu hay lắm. Chép BMS là đứng hàng top thế giới mà ha, anh em được biết chơi mua cặp chép này nè, tem mở dịch từ bao xịn nha mấy anh em nha. Cặp chép mình bán 3 triệu nè BMS nha. Tới đây mình có một cặp chép nè của GCF ý xịn nè mấy anh em nha. Ý xịn thì mấy anh em nhìn là biết liền ha, có tem nữa nè ha, đây mới in Italy nè ha. Mà đặc biệt cái mâm nó cũng khác hơn mâm người ta mấy anh em, đây ha, đó có số năm sản xuất ở trên cái nè ha, để với màu đó dòng dây nè, cái này mình bao xịn nha mấy anh em ha, bao của ý xịn đây nè, có tem có mã dịch đàng hoàng ha. Cặp chết là 450 nha mấy anh em, 450 neo khối nè, từ neo màu trắng đục mấy anh em không. Thường thường mấy anh em thấy mình quay mấy cái từ neo rồi đó màu trắng đục mà có cái diện động này nè là đồ xịn không đó mấy anh em, thấy không, đồ của ý nó cũng vậy nè đó. Rồi cặp chết là mình bán 3.600.000 nè, neo 450, cái này mình có số lượng 2-3 cặp, các anh em nào muốn gấp a gây quả tiễn muốn xài phi thiền gì đó chép này mấy anh em, hoặc là mấy anh em mà xài cái a gây mà hai cái chép 40 á, xài cái này cực kỳ hay nha mấy anh em nha. Tới đây mình có một chép ba thái nè, cái này thái xịn mấy anh em ha, thái xịn nè ba, cái dòng này thì khỏi nói rồi, dòng này thì ai cũng biết cái chân thái lan hai la mã này thì ai cũng gành hết chân rồi, chân gần nhạc ai cũng biết cái này quá nhiều rồi mấy anh em ha. Cái này mình có bữa nay mình có một cặp này nè, còn rất đẹp luôn mấy anh em, đây nè nè, ở trong keo nó có lớp dầu mấy anh em nha. Cái này mình bao có thái xịn nè, mình nhìn mâm là biết nè mấy anh em nè, đó zin hết mấy anh em. Thì thường thường ở trong cái lo thái chép này nó có cái dầu dính nè, dầu dính trên dây nè mấy anh em đó, trong dầu này nó có lớp dầu. Mấy anh em đừng lau lớp dầu này ra mấy anh em, đừng lau ra nha. Cái dầu này cái dầu tản nhiệt cool đó, chứ là nó làm mịn chép á. Có một số anh em không biết á, tưởng nó bụi bặm lau nè, nó dính dầu nè mấy anh em, không đừng có lau ra nha, lau ra là nó mất cái tiếng mịn của cái chép mấy anh em. Mình cũng chia sẻ luôn á, có một số anh em mà trước á không biết á, mua về tưởng dính dầu gì dính dơ lau bỏ mấy anh em, cái đó là bậy nha mấy anh em ha. Cái dầu này nó tản nhiệt cuốn chép mấy anh em. Mình có một cặp zin hết nè ba, mình cái này mình bao thái xịn mấy anh em nha, luôn họng luôn mấy anh em nha, luôn cặp họng này luôn nè đó, đây nè thái xịn nè, còn rất mới luôn, mới như lắm mới nè mấy anh em, nhìn thấy ha. Cặp này còn rất mới nè. Đó, mâm cũng còn mới ton luôn nè, ha. Mới 90%. Rồi, cặp này mình bán cho 2.500.000 luôn họng mấy anh em. BA Thái hay là mã mấy anh em nha. Đó, bán cái này chép là chép 750 của Thái Lan nè mấy anh em nè. Ha, mình bao xịn nè. Đó, nhìn là biết rồi. Cái này thì anh em ai cũng gần không có lừa hàng ta được đâu. Cái này nói chung là chép Thái này ai cũng biết là nổi tiếng rồi. Ừ. Cái đây mình có một chiếc nè. Một chiếc lo 30 màn có số màn xịn nè, mà nhập khẩu nè, nhận đen luôn mấy anh em đó. Một chiếc lo 30 nè, cool nè mấy anh em, mình thấy không, cool dây là biết xịn sò luôn. Chiếc này cũng còn rất đẹp luôn, từ 190 cool 76 màn giấy nhập khẩu nha. Thì cái chiếc lo này mấy anh em mua về làm monitor, làm full, làm súp điện cũng được. Mấy anh em vừa thay những súp điện 30 của mình nè mấy anh em ha, là rất là xịn sò ha. Đây đó, rất là đẹp ha. Chiếc này bữa nay mình bán cho mấy anh em 1.300.000. Lo
30 mới là sức 30. Đó. Thế đây mình có một cặp lo neo nè. Ha, lo neo nè. Neo khó mà trời trắng đục nha mấy anh em nè. Đó. Thì mấy anh em nhìn hồi nãy cũng có quay cái chiếc lo rồi xếp cho mấy anh coi là chép neo khó là trắng đục, là những cái neo là neo xịn nha mấy anh em nha. Neo là neo xịn sò nha. Mấy dòng này thì tiếng thì khỏi chê. Mấy anh em nha. Đây nè. Neo là tiếng khỏi chê. Đó, neo khối nè, trắng đục nè. Ha. Lo này cun lớn mấy anh em. Cun khoảng chắc cỡ 80 tám mấy á. Kêu gâu vàng luôn mà. Cun lớn lắm mấy anh em. Lo 30 ha. Còn rất đẹp luôn. Đây. Nè. Đó. Hình như lo này cũng còn rất mới luôn mấy anh em. Neo khối nè, còn rất mới luôn, lỗ mũi nè. Cái màn giấy nó mình thấy mình sợ tự tin nè mấy anh em nè. Hình nó ánh ánh luôn mấy anh em. Cái màn giấy rất là xịn sò. Keo lỗ mũi nè. Ha, mình quay kỹ mấy anh em nè, lo còn rất đẹp. Lo còn rất mới ha. Đồ bãi nhưng mà nè, có những chiếc mình thấy không, chưa bắt ốc tôi xài nó chỉ đóng bụi cho mấy anh em. Những cái dòng này thì tiếng thì khỏi bàn rồi. Ha, mình mà hôm qua mình có đăng hai cặp 40 bán hết mấy anh em. Nó cũng giống từ neo giống như nè. Hai cặp 40 cũng tiếng cực kỳ ha, khách mua. Mấy cái hai cặp 40 giống gì mà từ neo giống như gan vậy mấy anh em. Hay đó dòng mà tiếng hay lắm. Tiếng thì khỏi nói. Mấy dòng lo neo này là bãi như nè. Mấy anh em thấy không? Nhìn là cái từ là biết xịn sò mấy anh em ha. Mà đặc biệt là những cái dòng này mình mua được tồn kho cho nên nó còn rất mới, lo xịn nhưng mà nó còn rất mới mấy anh em ha. Cặp này mình bán 4.200.000 bên này bán xả cặp này đó. Ở đây mình có một cặp neo khối như này nè, đó neo khối của BNC luôn nè ha, xương đôi từ trắng bạc luôn nè mấy anh em thấy không, trắng bạc luôn thấy không đó. Cái này cũng cun lớn mấy anh em, từ 7 mấy ăn lên, từ 7-6 ăn lên luôn. Đó là BNC xương đôi. Anh em nào biết neo khối BNC xương đôi là nhìn là biết là bãi liền nha. Nhìn là biết liền bãi liền, côn rất lớn luôn. Mấy anh em về gáp phi thuyền quả tiễn a gây gì nữa, mấy cái dòng nó neo này không còn phải bàn mấy anh em nha. Đây. Con này 3 gân mấy anh em. Nha. Có lớp keo chống thấm nước luôn. Ha, keo rất là đẹp luôn mấy anh em. Ha, có lớp keo luôn nè. Tiếng của nó nè. Thấy không? Mấy anh em nhìn đây. Mấy anh em gờ á, cái lo bãi nó màng nó rất là mềm, rất là dẻo nè. Màng mà sự tin ổng ánh rồi anh em không? Ha. Cái từ thôi là mình biết lo bãi rồi ha, từ là mình nhìn thấy nó từ xịn rồi. Cái từ trắng đục này thì nói chung là những cái từ xịn nó mới có, chứ cái từ của Trung Quốc làm nhìn thấy không bằng từ này mấy anh em. Nhìn thấy gớm à, nó không đẹp bằng những từ này đâu. Ha, keo cổ nó mà hồng luôn đấy, mình thấy không? Đó. Đây. Rồi, cặp này mình bán cho 4 triệu luôn. 4 triệu cặp này là luôn anh em ha. Nè, chú bán 4 triệu neo 30 mấy anh em. 30. 30 neo. Tới đây mình có một cặp BNC nè. À, keo màu hồng nè. Giấy nè, từ nè. Nè. Hai cái giấy giống nhau luôn mấy anh em ha. Mình sợ thủy tinh chiếu chiếu luôn mấy anh em nè. Ống ánh luôn mình thấy không? Ống ánh sợ thủy tinh luôn mấy anh em. Đây nè. Ống ánh sợ thủy tinh luôn nè. Mấy anh em thấy không? Nói chung hai chiếc lo này giống nhau hết, keo màu hồng này mấy anh em. Nó khác nhau đích bằng nè. Đích tròn nè ha. Đích bằng nè mấy anh em. Cái đích u lên, cái đích bằng gì thôi. Còn ngoài ra hai cái lo này không khác nhau gì hết mấy anh em à. Từ giấy màng, từ cun nè. Ha, cái giấy giống nhau luôn mấy anh em. Ha. Giấy màng từ cun giống nhau hết mấy anh em. Có tem có mã vạch trên đây hết nè. Đó, thấy anh em thấy không? Cái này nhìn là mấy anh em biết lo bãi liền. Cái màng của nó rất mềm và dẻo. Sợ tự tin nóng ánh luôn. Đây. Hai màng này giống nhau luôn mấy anh em. Keo màng nó giống nhau luôn. Ha. Mình quay kỹ cho mấy anh em coi. Nói chung hai cái lo này giống nhau từ coi như là 90 mấy% luôn á. Nó chỉ khác đích u thôi. Màng giấy từ cun giống nhau hết. Nha mấy anh em nha. Lỗ mũi cũng giống nhau luôn. Nói chung lo này là giống nhau hết ha. Cái lo cặp lo này mình bán cho mấy anh em 2.600.000 ha. Mấy cái lo này cho mấy anh em gờ ha. Cái màn giấy nó rất là mềm, dẻo ha. Không giống như lo mới thị trường mấy anh em nha. Rất là dẻo, rất là mềm ha, ha. Rất là dẻo. Tới đây mình có một cặp DMX nè. 40. Thì mấy anh em biết là DMX nè. Đó. Có để đây DMX, có số nó có má đàng hoàng ha. Đây DMX nè. Đó. Đây. Lò 40 từ 190 của 76 tem mã vạch nè mấy anh em. Cổ cun nè. Đó, mình thấy anh em thấy màng nó ba lớp màng sợi tinh không? Nè. Có cả số trên màng luôn nè. Đó, số 2 này giống nhau hết. Giống nhau từ gâu đến màng ha. Đây đây, mã số này giống nhau luôn mấy anh em. Thằng này cũng có cái mã số trên màn luôn nè. 3
9900 nè. Đó ha. Hai thằng này thì như một nha anh em ha. Mã số đầy đủ sườn. Anh em thấy sườn không? Sườn giống nhau nè. Ha, mã số màn đó. Đó, keo nè. Nói chung lo đi mix thì mấy anh em khỏi lo về vấn đề tiếng rồi. Chỉ đắc âm của lo đi mix thì nó mình không nói nhiều nữa. Ha, nó là đồ xuất khẩu ha. Lo bãi xuất khẩu nó không giống như mấy cái lo thị trường mình ha. Nó chạy giấy từ nè, khung xương đều là của xịn mấy anh em, nhìn là biết lo đi mix. Đây. Rất đẹp mấy anh em. Mấy cái lo này nhìn là từ ghiền đến ghiền mấy anh em. Chứ chỉ mỗi thành giá nó hơi căng một chút thôi. Nó cũng không mắc đâu. Ha. Rồi, cặp DMX này giống nhau hết nè. Ha, cặp này mấy anh em bán 4.200.000 nè mấy anh em. Lo cũng còn mới luôn, hình như chưa bắt ốc chưa xài luôn mấy anh em. Hai chiếc này cũng còn rất mới luôn nè. Ha. Rất mới và rất đẹp luôn mấy anh em. Đó. DMX 4.200.000. Tới đây. Mình có một cặp Neo 50 của Thái Lan mấy anh em nha. Mấy anh em nha. Lo còn nguyên thùng luôn. Nè, mấy anh em nhìn biết lo neo này là biết của Thái Lan rồi ha. Có luôn cái mã số trên màn, trên cái sườn này mấy anh em. Số sườn nè. Đây ha. Đây. Thường thường mấy anh em mua cái lo Thái thì nó có vòng tròn này, cái vòng tròn nè. Để bao lo ha. Hoặc cả mút này. Giống nhau ha. Đây. Đây nè, đây nè. Cái bộ phận nên là lo này còn mới tồn kho mấy anh em. Đây nè. Đó, mình quay cho mấy anh kêu. Còn cả miếng đệm nữa nè. Miếng đệm luôn ha. Miếng đệm để lót cái chỗ hơi nè mấy anh em. Lót chỗ hơi nè ha. Nhìn là biết Thái Lan liền ha. Anh em nào biết chơi lo Thái là nhìn là biết. Kể cả nước sơn và kể cả cái cọc lo ha. Kể cả cái màn ha. Kể cả cái từ. Đây. Lo là từ neo mấy anh em. Neo Thái Lan. Đây nè mấy anh em. Quay chi tiết cho mấy anh em coi ha. Nhìn là biết khung xương nước sơn ha. Hàng Thái nhập. Cái này mình mua tồn kho. Đây nè. Đó, mấy anh em nhìn biết lo này từ neo mà từ neo bự mấy anh em. Neo bự á. Đây nè. Neo bự mình quay kỹ mấy anh em coi nè. Lo này còn mới chưa sử dụng nha mấy anh em ha. Nè, khung sườn Thái Lan. Giấy màng là của Thái Lan. Đó, lo Thái Lan mà. Đó. Đây. BA Thái. Có số màn trên màn là hoàng. Đúng chưa? Đó. Nhìn cái màn thôi cũng đi biết luôn. Nè. Đó, anh em nhìn cái điểm lo nè. Thấy chưa? Nhìn cái điểm lo thôi là nó biết xịn sò nè. Ha, giấy màn. Thường thường á thằng Thái á, nó làm mấy cái màn gân này là giống như của JBL mấy anh em. Lo này mới chưa sử dụng cho nên nó còn cả gân với dầu luôn nè. Anh em thấy không? Gân dầu, đây tồn kho. Đó, tồn kho mấy anh em nha. Còn có một cặp chưa mình chưa khui thùng luôn. Cặp nó còn chưa khui thùng mấy anh em. Trong phòng ha, mình chỉ quay một chiếc cho mấy anh em coi là nó giống y chang nhau ha. Thì cái cặp Thái Lan này á, bây giờ nó mới chắc cỡ năm mười mấy triệu mấy anh em ha. Cái này mình tồn kho mình bán 10 triệu mấy anh em. 10 triệu thôi. 10 triệu mà lo còn như mới. Lo như lo mới mấy anh em ơi, không phải như mới nữa mà chưa sử dụng luôn. Từ keo nè đến ha. Ha. Nhìn là biết lo Thái mấy anh em. Nhìn là biết lo Thái neo liền ha. Chứ mấy anh em nó lo Thái nó có nhiều phân khúc để mình lựa chọn nha. Chứ không phải mà anh em nghĩ là lo Thái là cái dán cái tem bảo dương mới là lo Thái đâu. Chứ đâu phải mà mình lo Thái thì nó bán nhiều nước, nhiều người sử dụng chứ. Việt Nam cũng có 2-3 đơn vị nhập khẩu chứ đâu phải. Còn nó cũng bán qua nước này nước kia sử dụng chứ đâu phải riêng bán Việt Nam mình đâu anh. Mấy anh em nữa ha. Đó, cho nên lo Thái nữa nè, nhìn nè. Anh em là nhìn là biết ha, chơi là biết mấy anh em ha. Đây. Một cặp. Cái này cũng có số lượng 2 cặp mấy anh em nha. Anh em nào xài xích đôi thì liên hệ với mình. Ha. Hai cặp lo Thái. Đây nè. Thùng giấy nữa nè. Mút ở ngoài nha mấy anh em. Có mút ở ngoài. Nhìn cái cách kết cấu đây, sự cái làm thôi biết lo Thái này. Ha. Đây mấy anh em. Khung sườn Thái Lan. Rồi. Hôm nay mình đã có một số lo ha, mình bán cho mấy anh em. Anh em nào chốt thì liên hệ với mình nha. Mình xin cảm ơn mấy anh em đã xem kênh của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin tạm biệt mấy anh em nha.